Thank you.
con đầu mặt đặt để tôn kính hòa thượng thượng tổ cùng cư tôn thượng hòa đại đức tăng lâm mẫn tỳ từ quan âm nhân trường chứng minh và phát hành phòng sự để kỳ siêu nhiệm kỳ và tưởng niệm 50 năm pháp nạn của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Được mong trên tòa chư tôn các ông tỳ từ làm tòa chúng ta con cầu ban niệm đại lễ xin tôn. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức phân ban đồng đoan tọa chứng minh cho phần nghi thức lễ hành chánh của chúng con. Cung thỉnh chư tôn đức đoan tọa. Kính mời quý chị cùng quý bác đồng an tọa. Ô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô lịch đại chư vị tổ sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Đê đầu đảnh lễ cung kính bái bạch đức trưởng lão hòa thượng thượng thủ hội đồng tăng già chứng minh, vị ân sư tôn kính của áo lam gia đình Phật tử Việt Nam chúng con. Kính bái bạch hiện tọa đạo tràng chư tôn thượng tọa, ân sư cố vấn giáo hạnh gia đình Phật tử Việt Nam, gia đình Phật tử Tây Nam Phật. Kính bái bạch chư tôn thiền đức tăng trong ban kinh sư hiện tiền chứng minh. Kính thưa anh phó trưởng ban hướng dẫn ngành Nam, gia đình ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, thay mặt anh trưởng ban thân long hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý anh chị ủy viên phụ tá ủy viên ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam. Kính thưa quý bác trong đạo tràng chùa Linh Sơn, quý bác trong ban bảo trợ, quý thân hữu cùng toàn thể quý thiện tri
gần xa, quý gia đình thân quyến của chư hương linh, huynh trưởng và đoàn xin gia đình Phật tử Tây Nam Phật quá cố hiện diện. Kính thưa quý anh chị trong ban điều họp gia đình Phật tử Tây Nam Phật, kính thưa quý bác gia trưởng, quý anh chị liên đoàn trưởng cùng toàn thể huynh trưởng đoàn xin gia đình Phật tử Tây Nam Phật hiện diện. Lời nói đầu tiên trước và trên hết, chúng con tâm thành khệ phụ đảnh lễ cung kính đức trưởng lão hòa thượng ân sư chư tôn thiện đức tăng đã từ bi hoan hỷ quan tâm đạo tràng chứng minh chú nguyện trợ duyên cho phật sự chúng con thành công. Kính lời cung đó các phó trưởng ban, quyên chị trong ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam và trân trọng đón tiếp liền quý vị và toàn thể hướng trưởng đoàn xin gia đình Phật tử Tây Nam Phật có mặt trong buổi lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị quỳ. Thế gian ba vạn khối xương, tổ tán hợp tan vô thường ảo mộng. Đi thì như khói, đến thì như xương, duy chỉ có tình thương và tấm lòng mãi còn bảo lại. 90 năm qua, tâm nguyện thiết tha của chư tổ với phong trào theo hướng Phật giáo Việt Nam mãi gợi sáng tinh anh, và trong đó có 50 năm qua ngọn lửa và thân mạng của chư thánh tử đạo dân trọng cho đạo pháp và dân tộc đã dẫn nên dòng quyền sự trong những ngày pháp mạng Phật giáo Việt Nam năm 1963. Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc và đạo pháp có gần 80 năm áo lam gia đình Phật tử Việt Nam vượt phong ba thành toàn sứ mạng giáo dục thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Từ ngày qua đi, áo lam đã âm thầm phụng sự lý tưởng đạo pháp và dân tộc, trong đó có vườn sen lam gia đình Phật tử Việt Nam tại Tây Nam Phật. Trải bao chướng ngại của trục, nhưng vườn lam vẫn tươi rực xanh cành, vẫn trổ cành nảy lá để góp cho đời hương sắc dân trọng lòng tôn kính lên ba ngôi tam bảo bằng tất cả lòng quy kính nguyện phụng thờ lý tưởng nhà lam. Và rồi trong hơn 80 năm qua đó, bao anh chị em đã đến và bao người đã đi, người nằm xuống các ngàn thu vắng bóng song hình hài lòng lòng giữa hư không. Giữa hư không đó vẫn lòng lòng hình ảnh của chư tổ chư thánh tự đạo và huynh trưởng đoàn xin áo lam nguyện dân trọn đời mình cho nghĩa đạo pháp, cho tình quê hương. Bằng tất cả lòng cung kính tri ân hình ảnh của chư vị mãi còn trong trái tim áo lam, bằng tất cả lòng tri ân tưởng niệm tiền nhân, nhân duyên thuận hợp gia đình Phật tử Việt Nam tại Tây Nam Phật cung kính cung thịnh ngài huyến nhận của tổ thánh ăn và ngài huyến nhận tổ khai sơn, tổ đình linh sơn cổ tự để cử hành nghi thức lễ nhiệm kỳ chư tiền bối thủ công lịch đại tổ sư chư thánh tử đạo và chư vị ân sư sáng lập viên bảo trợ gia trưởng huynh trưởng đoàn xin gia đình Phật tử Việt Nam gia đình Phật tử Tây Nam Phật quá cố. Hôm nay ngày 29 tháng Giêng năm Quý Tỵ Phật lịch 2556, gia đình Phật tử Tây Nam Phật cung kính kiến đàn phụ Phật thỉnh tăng thiết lập đàn tràng kỳ siêu mạc độ trận tế lễ hiệp kỳ hồi hướng công đức nguyện cầu pháp siêu như thế. Vào giờ này lễ hành chánh tưởng niệm chính thức cử hành, chúng con xin thành kính lãnh lễ cung kính chư tôn đức chào mừng quý địa vị và cung kính. Thông qua lý do và chương trình của buổi lễ hôm nay như sau: một, tuyên bố lý do thông qua chương trình; hai, niệm phật cầu gia vị; ba, ngữ bài ca chính thức gia đình Phật tử Việt Nam; bốn, phút tưởng niệm; năm, giới thiệu chư tôn đức chứng minh và quan thánh tham dự; sáu là nghi thức dân đục cúng dường; bảy, gắn phù hiệu hiệp kỳ; tám, lời cẩn bạc hiệp kỳ; chín, cuốn từ quan dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam; 10, đạo từ của hòa thượng chứng minh; 11, cử hành nghi thức lễ kỳ siêu tí minh; 12, là cảm tạ và hồi hướng. Đó là phần chương trình nghi lễ hôm nay. Để buổi lễ
xin chư tôn đức cho chúng con được một phút trang nghiêm để sự bài ca chính thức của gia đình Phật tử Việt Nam. Phật tử sẵn, xin phép quý vị cho phép chúng em được điều khiển. Phật tử bái bạch chư tôn đức chứng minh kính thưa toàn thể quý vị bằng tất
cầu âm siêu như thế, hồi hướng công đức là truy tiến báo ơn. Trong giây phút trang nghiêm và thành kính này, chúng con xin thành tâm dâng tất cả lòng tôn kính lên ba ngôi tam bảo, dâng lòng thành tự niệm tiền nhân qua nghi thức dâng lục cúng dường. Lần thứ hai của gia đình Phật tử Tây Thắng Phật hôm nay
để bày tỏ lòng cung kính của chúng con và cũng là kính dâng lên chư tôn đức lòng tri ân. Kính mời quý anh chị trong ban điều hợp Tây Nam Phật, chúng ta đồng kính dâng lên chư tôn đức chính phủ hiệu lưu niệm. Thầy là một cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương. Thầy theo hành nguyện pháp hương treo hương làm sáng soi mười phương. Chúng con xin kính dâng lên chư tôn đức tất cả lòng quý kính của chúng con và kính mời quý vị các phụ niệm lưu niệm cho quý vị trong phái đoàn ban chủ trung ương gia đình Phật tử Việt Nam.
Nam Mô A Di Đà. Chọn phương tiện hiện bày lý đạo, lập đàn tràng hiểu sự báo, thành tấm đảnh lễ tiền nhân, tấm hương phải đặt niềm mắt đôi giờ. Kính bạch chư giả linh, kính thưa chư chân linh, hương linh. 90 năm trước, đất nước ngựa nghiêng, quê hương chìm trong cảnh thực dân đô hộ, nền đạo đức ngập tràn ác pháp, gió Tây phương, phương Tây thổi nát gia phong. Tuổi trẻ Việt Nam phần số đông đông, mất phương hướng giữa dòng đời xuôi ngược. Ta kiến hiện hành, ta đào công nhân, chánh pháp, đèn thiền léo lẽ từng cơ, tự hãnh cô đơn trong từng trạng, nghe thổn thức tâm can, tình pháp đạo, thẳng cõi lòng tha thiết với quê hương. Đất miền Tây lý tưởng bậc xuất trần, Khánh Hòa thiền sư, nguồn ấn sáng tỏ khơi mạnh, đào dựng nền đạo thống, cáo từ bi trí tuệ sáng kinh thân. Dự gìn gia phong cho đạo đức sáng cõi lòng, Phật giáo cảnh hưng khơi dòng cảnh đạo, khánh anh về qua nhị vị thiền sư cùng chư tổ tâm từ thù khắc, trường hương khai lập đạo tràng dựng xây, tự chủng Trung Hòa từ ngày tu tập, dấu sông ghi đậm thiết tập đường giảng pháp diệt kinh Hảo Lam khai kinh, gia đình Phật tử kể thừa mái ở. Từ sự khỏe công minh cư sĩ, công hành tiếp viện nguyện nỗ lực dẫn thân của trẻ Việt Nam trung lượng tinh thần, hóa hộ gia đình cùng nhau Phật hóa, theo từng ngày Hoa Lam khai đoá hoa, chất Bồ Đề tuổi trẻ mọc thân. Rồi hành nguyện gia đình Phật tử tỏa nguyên trong chánh pháp nhiệm màu, gắn cô bồi đi trí dũng thâm sâu, thanh tiểu đồng đến chung câu hòa hợp, dừng gia đình phùng chánh pháp đền ơn. Gia tài nhà Nam truyền lý tưởng thiền chân, thấm thơm sanh cảnh giữa chồng cựu long đất mẹ, cù chánh trị tâm nguyện kể duyên, đất miền Nam tưới tận hạt Bồ Đề, giống sai cảnh anh pháp huệ mang về, cùng anh tâm lạc chẳng nghề gián cọ, gọi hành trang cùng nhau đi đò từ Long An đến Cà Mau sáng tỏ, truyền thận gia đình chung chữ chánh chân, miền về qua đất cảnh anh chung nghệ tinh thần, bao vị thưởng thăng trần quyền gánh bác, trưởng ngàn múa trùng khó khổ vẫn đồng thác, thuyền lam vượt sông tiền ngọt ngào tình đất, cuồng sáng cảnh đến dòng sông Hầu thơm ngát tình người, tình đất tình người hòa bình khỏi trầm hương, cần đùi xe ghé mình tới cầm hồ. Và rồi nhớ đến năm nào của 50 năm trước, sóng gió Ngô Triều đàn áp Phật giáo đồ, dù số người đưa Phật giáo lâm kỳ phạm nàn, 963 Phật đản lễ rớt, Đại Phật Thanh huynh trưởng đoàn chính Thảo La thừa tiến tử nàng, trong gia họ tinh thần bất hòa đồng, tăng ni Phật tử đồng lòng nguyện nhẫn khác, mang thân mạng thí hiển cho tình đạo Phật, dân ngọn dân tròn cuộc đời có tình nghĩa quê hương, nguyện gia trừ Phạm Đà Bồ Tát Quảng Đức thắp sáng ngọn lửa thiên, cho khỏi thơm cảnh cảnh bao người hạnh, cho cảnh thẳng sanh hổ bất bình, tiếp nối tinh thần quả đức ngọn lửa tiêu diêu quả hương thanh tuệ chiều quang, cùng liệt vị bốn túc tăng ni học hương dừa hương khắp ngọn lửa thân màng cũng dường, lưu gương sáng anh linh tử đạo, tiếp nối gương lành huynh trưởng đoàn sinh cùng chúng chiều khó nguy, dân thân mình về thành sự đạo, đào dạng lý phi tử đài lửa hương tâm, ba ân hư dân trọng lòng thành, nguyện chỉ văn chiêu thân thành nội huệ,
chảy không tròn, vẫn thuần thức tâm cao. Xin thêm dầu cho đoàn mình mạ nguyện, nhất chi mai gương tình, còn đó bất kỳ trai nguyện đại thức, ban duy trì tâm nguyện mãi tròn đầy, giáo hồi suy tôn, lên hàng thánh tự đạo. Nay nhớ ứng xưa, dân lòng tốt kính được niềm tin nhất thánh tự đạo cùng liệt vị lãng viên kỳ kỳ lễ bày thể nhập hiểu ân vâng lời Phật kiến đàn cúng kiến kỳ siêu bảo đức cảm niềm ấn sâu nguyện được tận tu cao rồi hạnh đức cho hoa lan đua nở cái ngòi neo đường ấy năm phần chú toàn sứ mạng cùng chúng tay kết nối lan tình trong mạng ấm vườn tám sen quả hạnh. Kính bạch chư giác linh, kính thưa chư thương linh hương linh, sen cảnh lạc xưa trời qua nhịp thở nhỏ từ bí diều mãn cũng linh đường đất mình thấy thơm và khỏi trầm hương quyền thanh kính cũng dường ngày hiện kỳ quyền chư vị xíu sinh lạc quốc nhớ nguyện xưa trở lại ta bà gia hộ cho tình đám mài sản công ngầm luôn đủ sức vượt qua từng chướng nào trước linh điện nệ phật cũng dân tâm chỉ kính hồ quỳ phụng thực quyền chiếu vị ái lân lân thò nạp thò và tấm lòng thành nhiễu đào cảnh tròn trấu một bức chúc văn tấm mạch đối dòng quyền tự phổ mặt nhiên thu chấp Nam Mô Siêu Đạt Đồ Bồ Tát Văn Tha Tạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cẩn bạch trang nghiêm kính dân lòng thành kính một bức chúc văn cẩn bạch tôi dọc kính nguyện chư giác linh chư minh hương linh mẫn cố thâu chấp lòng thành kính và tiếp theo chương trình áo lam gia đình Phật tử Tây Nam Phật trân trọng được đón nhận những tình cảm thân thương sự dìu dẫn của quý vị trong ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam để lớn lên từng ngày trong lý tưởng phụng sự đạo pháp và dân tộc và hiện diện trong buổi lễ hôm nay để trợ duyên và sắp tấn đàn em trên con đường phụng sự lý tưởng và trọn câu hiếu đạo. Ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam sẽ có đôi lời hướng từ cùng toàn thể huynh trưởng đoàn sinh gia đình Phật tử Tây Nam Phật trong lễ hiện kỳ hôm nay. Trân trọng kính mời A Phó trưởng ban hướng dẫn ngành Nam, ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, ban hướng dẫn toàn thể anh chị em gọi ra. Và phụ huynh thân nhân của
anh hùng là anh linh và hồ. Lời nói đầu tiên của chúng con là xin thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam kính dâng lên và thưởng thụ chư tôn thượng tọa đại đức tăng lời kính chúc Pháp Thể Kinh Nam chúng sanh dị độ luôn luôn mở bằng tay để che mặt cho chúng con trên con đường tu học và phục sự cho lý tưởng gia đình Phật tử Việt Nam. Chúng con thường tâm niệm rằng miền Nam thì đất màu mỡ, cây cối tổ sinh, con người thắm tình đào vị, miền Nam sông nước mênh mông, quê hương đồng cảm sen hồng thắm tươi, gieo niềm sen tắm khắp nơi, còn sông còn nước sen trồi còn đổ qua. Chúng con hôm nay quỳ ở trên đất Đồng Tháp đại diện tất cả các thành miền Tây Nam Phật xin được dâng lên lời cảm tạ như vậy. Sau đây xin niềm ơn đức của chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng cho chúng con được có đôi lời với anh chị em trong ban điều độ miền Tây Nam Phật và tất cả đạo hữu gia trưởng huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử trong miền Tây Nam Phật. Thưa các anh chị em, chúng ta may mắn được Phật thọ ký cho làm Phật tử là những cư sĩ tại gia. Tại gia thì gia đình bằng buộc bao một lo toan cơm gạo áo tiền, phu nhi thế tử khảm đạm muôn màu, tất cả khó khăn chờ đợi mình ràng buộc níu kéo trùng trùng. Nhưng anh chị em đã bỏ lại sau lưng chỉ với một di nguyện thực hiện lý tưởng gia đình Phật tử Việt Nam và đạo nguyện thanh thiếu đồng niên thành Phật tử chân chính để góp phần xã hội theo tinh thần Phật giáo. Qua một trường đoạn đường dài khám nhận nghe ở đâu có anh chị em nào làm, còn đó biết ở đâu có hiện thân từ biển được chư tôn đức thương tưởng đưa tay vào bọc, thì dù xa xôi cách trở đồng sâu nước mặn ba lô lên đai bằng nỗ lực từ thân vượt mọi chướng duyên đến đại lễ chư tôn tán dương khích lệ đoàn viên làm mọi trở thiên trả lâm gia đình Phật tử miền Tây Nam Phật được đến chùa được học được chơi giáo lý Phật đản từ những đá sen lẻ loi mầm sen tòi học còn sót lại ngay cả hiện diện dù chưa chăm qua nữa, nhưng đây thật sự là những hạt sen chồi sen sẵn sàng vào sông nước. Đó là công đức chính của các anh chị em trong ban điều mật đã nỗ lực hoàn thành trách nhiệm mà ban điều mật trung ương đã tin tưởng giao phó. Đó là ân đức của chư tôn tòa thượng thượng tọa đại đức tăng tại miền Tây Nam Phật. Chính từ thân của các anh đã không phụ ơn đức giáo dưỡng, không phụ ơn đức gia đình Phật tử Việt Nam được đứng vững trên đôi chân của mình. Thì không thể thiếu tiêu chí mà anh chị em đặt ra, bất cứ ở đâu chúng ta đến ở đâu, người Hà Lan được biết là phụng sự Tá Bà, trọng Phật kính tăng và uống nước nhớ nguồn. Gia đình Phật tử đến đâu thì ta sẽ phụng sự Tá Bà Phật sự này. Anh chị em trong ba kiều hợp dù nhân sự ít, nhưng anh chị em quyền lượng ngọn lượng cực mạnh tinh tấn đang phát lên hơi ẩm. Gia đình Phật tử đến đâu đầu tiên là hướng dẫn cho đàn sinh quy Tá Bà một lần thờ Phật và kính trọng Tăng Bà. Và hàng năm lễ hiệp kỳ, lễ truyền thống uống nước nhớ nguồn của miền Tây được khởi đầu cho kỷ niệm 50 năm Pháp Nàn 1963-2013. Đây là một sự mang tính chất lịch sử ý nghĩa to lớn mà các thế hệ Phật tử Hà Lan chúng ta không thể quên được. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng, kính thưa quý anh chị
huynh trưởng, chúng tôi thay mặt ban chấp hành trung ương xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và tám điều công đức của anh chị em huynh trưởng và xin gia đình phật tử nhà Tây Nam Phật mong ngày sanh nở khắp trời. Gia đình miền Nam sông nước trăm sông nghìn suối hướng lòng về miền Tây, biển xuống lên theo đoàn thủy triều mà sông chỉ có một chiều về xuôi. Dù cho phát cảm lòng tôi biển đông vật mặn, lòng tôi ngọt ngào. Thưa anh chị em, uống nước nhớ nguồn thì đúng là sông thì có nguồn, sông thì luôn luôn chảy về biển, biển thì có tiếng nước mặn lên, nhưng mà dù cho sông có cạn còn uống nước thì cũng hướng về biển đông. Như lòng của Áo Lam chúng ta luôn luôn hướng về gia đình tự hướng về Áo Lam. Một lần nữa chúng tôi xin đặt lễ chúng tôi mà thường thượng tòa chúng ta xin ca ngợi công đức của tất cả anh chị em và mong rằng trong tinh thần Áo Lam chúng ta gia đình phật tử miền Tây Nam Phật sẽ một ngày rực sáng như miền khả năng như miền về qua khổ nạn. Nam mô thượng hoa vị bồ tát ma ha tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho toàn thể huynh trưởng toàn xin Áo Lam gia đình phật tử Tây Nam Phật, chúng em trân trọng đón nhận lời huấn từ của phó trưởng ban thường trực trung ương gia đình phật tử Việt Nam đầy dạt dào yêu thương, đầy lời khí tấn trong tinh thần tri ân và báo ân. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch đức trưởng lão hòa thượng Ân Sư Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức, hình ảnh chư tăng qua bóng hình đi rực rỡ mãi làm mát dịu cuộc đời chúng con, dìu dắt chúng con bước qua từng tháng ngày gian khó. 30 tâm bảo là chỗ quy hướng bền vững nhất của chúng con, không gì có thể lung lay được. Quy hướng Phật, quy hướng Pháp và quy hướng Tăng, chúng con có đầy đủ chỗ dựa an lành trên bước đường tu học giải thoát và phục sự lý tưởng. Quý Ngài đã đến cùng chúng con, trao cho chúng con dòng sữa Pháp ngọt ngào, trao cho chúng con ngọn đèn vô tận để thắp sáng tận cõi lòng, soi sáng cõi nhân gian để biến cuộc đời này thành tịnh độ an vui. Hôm nay, những cánh sen lam của miền Tây lại một lần nữa được cung nghinh đức trưởng lão hòa thượng Ân Sư chư tôn thiền đức tăng đã qua lâm về ban bố chúng con đức từ thích lệ. Vào giờ này toàn thể đạo tràng chúng con trang nghiêm cung kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng Ân Sư ban đạo từ cho toàn thể chúng con ân trinh công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả phật tử sẵn, chúng ta đã đi theo tinh tấn và chắp tay lại phật tử sẵn. Phật tử bình bạch chư tôn hòa thượng chư thượng hòa đã đến tâm thưa anh chị em ba vợ chồng gia đình phật tử trung ương, thưa quý vị đang ở hai gia đình phật tử miền Tây Nam Phật, thưa toàn thể quý vị mang được phật tử nhận chồng hôm nay và cùng tất cả các em thân thể. Hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm và cầu siêu tất cả các vị tư tôn đức tăng và tiên tịnh cũng như tất cả các vị huynh trưởng đã qua đời và hy sinh cho đạo Phật. Trước hết tôi xin tất cả tư tôn đức tăng, chúng ta thấy rằng bất cứ một tổ chức nào, bất cứ một tôn giáo nào, một xã hội nào, một cho ông tôn giáo đó, xã hội đó hay là trong một cái tổ chức đó được bền vững thì chúng ta phải có an toàn cơ thể nữa, hay là thì nó mỏi, nếu nó có mắc thì cái đó sẽ tiếc. Vì vậy cho nên tôi mong rằng tất cả chư tôn đức tăng rất là hạnh nguyện và trụ trì của các tu luôn luôn mở rộng vòng tay
để nhân lợi cho cả em cho mọi phật tử, để cả em là mầm non của đạo Phật. Thì biết rằng các vị bảo hiện tại có nhiều việc khác cả mà các vấn đề được bảo hiểm sách. Thế mà chúng ta có niềm tin của xây dựng đạo Phật, chúng ta làm cách nào đó để vượt qua mọi khó khăn trở ngại đó, để điều cho cả em nên có niềm tin ở các bảo tu học và xây dựng tương lai cho đạo Phật, nhất là lập pháp hiểu biết để sức cần thiết. Đến thưa vì Phật tử các bạn, thưa rằng cổ huyết của ngày nay thì ta về học hôm nay thì tôi tin tưởng rằng là vì đã có cho các em đi sinh hoạt trong gia đình Phật tử đã làm nhiều rất quý. Về như chúng tôi đã nói, không làm mà không phải chư tôn đã tăng của mình, mà vì Phật tử cùng bài đặc biệt đến được người dân mở lỡ các em là cái mầm non của đạo Phật, mầm non của xã hội và đồng thời mầm non của gia đình. Tạm biệt trong các em khi theo gia đình Phật tử thì các em sẽ được học đạo và làm những đạo thì biết được hướng dẫn cho các em khi hướng đường Phật pháp không nghe thì không gì đó. Và như vậy là các em được thật nhân vào thì họ đi của Đức Phật mặc dù nhỏ nhưng mà sau này là các quần này mới đỡ lên có được làm những điều nào đó đã là hạnh phúc nhất. Còn ở nơi các em gia đình Phật tử thì thầy khuyên các em nên luôn luôn cố gắng mà học tập và được mới các bạn trẻ của mình đã lấy đi mà trong sinh hoạt gia đình Phật tử luôn luôn học tròn niềm tin và phải đạt được huy hiệu là cô công học để sau này đã ăn lớn lên trở thành một người giúp đỡ đó cho trong đạo thầy cho mọi người. Còn đối với gia đình thì làm em cũng luôn cố gắng làm thế nào để cho một người có quả hiếu đối với các bạn trong nhà của mình cố gắng học được những cái điều còn dài để có hiếu của người ta mà ở lớp mà tổ tiên của mình đã ăn luôn cố gắng để kiếm còn học tập học được những cái đạo nào để cho tương lai mà anh phải có một cái về niềm tin tự mà có một sống đó ta là thành công trong thời đại này. Thì ngày hôm nay tin cũng rất là khá tâm của các bạn mà cũng đi Nguyễn Sơn đã mở rộng những dòng tử vi cho bạn em thì người tu học và nhất là làm lễ hiệp ngày hôm nay. Thế là người làm ơn và bạn về tiền em đã hy sinh cho đạo đó, hy sinh cho bạn về gia đình và thật. Thì thường mà giúp đỡ rất nhiều người nói chúng tôi về đây về lần đầu tiên thì bạn Phật tử cũng như chúng tôi cũng đang và cả em cho thấy và năm nay số lượng vô cùng rất là đông gần 10 lần và lần bây giờ sự tất cả hoa thì bạn có thể bây giờ sự to lớn và các bạn điều hòa hôm nay một ngày hôm nay thầy vô cùng trọng đại và trang nghiêm chúng tôi liên quan này và rất là sức sở nhà xin cho hồ được các đức này hầu tam quán nhà hồ cho tất cả chư tôn đức tăng cũng như toàn thể người tập thờ cùng là ai cũng nên mình phật tử luôn luôn học tròn niềm tin lên tam bảo để chúng ta có một sống an lạc và hạnh phúc. Tạm biệt là biết đời này ốm thường có sanh thì có tử mà nhà mà mình là chết điều nào ta chẳng ngoài, nhưng mà con người nếu mà không biết điều nào thì nó được rất là sinh thể thoại. Tức là ngày nó cũng lừa lẫn lạc ra chẳng nặng cao bò này nhà quay, nhưng mà những người khổ đó những người nói là đáng cũng là quỷ, những người khổ đó cũng chưa gọi là khổ. Thì người nào cũng biết đặt tròn niềm tin với ta mà về tu học như lời thầy người đó là người
khổ nhân. Cho nên con người ta đã hay chúng ta là có biết đâu người ta bảo mà có quy định người ta bảo và không nhiều thế mà học được vừa học là cố gắng là tiếp tục không được không học hết là được tôn được học chúng ta hiểu từng nào chúng ta làm theo mình Phật dạy chúng ta để chắc chắn chúng ta sẽ đã mà thành công con người này chúng ta hay nhiều lời nhiều nghe về sau xin học được ta bảo ra học cho tất cả từ đâu chúng ta tất cả mình Phật dạy mà anh em luôn luôn hoặc là mình đến với ta bảo để tu học và thực hiện các lời Phật dạy để có sao mà tham mô được đạo sư ra chào mừng dòng sự pháp đã ban bố cho chúng con nguồn ân và ban bố cho chúng con tất cả những sự yêu thương từ sự bảo bọc